Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ quay cho các anh chị và các bạn một chiếc xe. Đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn màu đồng ánh kim các bạn, được sản xuất vào năm 2018 nha. Và hiện tại thì bên Huy cũng mới về một chiếc xe Toyota Innova số sàn 2018 y chang như thế này luôn các bạn. Xe này thì chạy được 88.000 cây số 2018, nhưng sản phẩm mới về tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy và bộ phận làm đẹp đang làm đẹp, cho nên là Huy chưa có quay được. Xe đó mới đi được có 60.000 cây số thôi, lịch sử bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ. Mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy vào tháng 9 các bạn, tháng 9 năm 2018, và lịch sử bảo dưỡng rất là đều. Xe đó là biển số Bình Dương nha các bạn nha. Và sản phẩm mà hôm nay Huy giới thiệu cho các anh chị cũng là biển số ở Bình Dương luôn. Mình sẽ đi xem sơ bộ về sản phẩm. Sản phẩm này thì chạy 88.000 cây số thì chắc chắn rằng thì cái chất xe cũng còn khá là đẹp. Thì những sản phẩm bên Huy thì về cũng đã tiến hành làm Maru, sẽ tiến hành làm Maru Kuri. Maru Kuri bên Huy thì ngoài việc vệ sinh ngoại thất, đánh bóng toàn bộ xe, vệ sinh gầm, sơn gầm, cũng như là vệ sinh động cơ và vệ sinh nội thất bên trong, đó là cái gói Maru Kuri ở bên Huy. Còn xe Innova số sàn màu đồng ánh kim thì nó đã 2018 thì nó đã có hệ thống cân bằng điện rồi, cho nên các anh chị và các bạn mua về sử dụng cho gia đình thì khá là ok. Đó, màu đồng ánh kim, xe còn rất là đẹp. Và sơ bộ một vòng về ngoại thất cho các anh chị và các bạn xem thì Huy mời các anh chị và các bạn cũng Huy xem chi tiết về nội thất cũng như là về phần động cơ nha. Đây các bạn, đây là cái sản phẩm 2018 chạy 88.000 cây số. Thì sản phẩm ở bên Huy thì luôn cam kết là xe không bị đông đụng, không bị ngập nước, cho nên là phần keo truồng này các bạn sẽ còn nguyên bản hết nha. Đó, xe này thì keo truồng còn nguyên bản. Và chiếc xe mà 2018 xe chạy 60.000 cây số bên Huy vừa về thì khoảng năm đảm bảo là vấn đề keo truồng nha các bạn. Sản phẩm bên Huy thì luôn cam kết là xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước, cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm. Thì hiện tại là bên Huy đang làm đẹp xe. Sản phẩm 2018 60.000 đó thì đang làm đẹp. Thì Huy chưa thể quay được, cho nên là đây là sản phẩm mà Huy sẽ giới thiệu sơ bộ cho các anh chị. Nước làm mát màu của hãng là màu màu cam nha các bạn, màu hồng. Đây, các bạn xem ha. Đó, những cái sản phẩm mà bên Huy mua về thì luôn đảm bảo cam kết là xương bọng đồ còn đầy đủ nha. Đó, nguyên vẹn đèn, đèn mọi thứ còn rất là ok các bạn nha. Đây, 80.000 thì chắc chắn là vỏ sẽ thay ha. Đây, vỏ trước đã được thay rồi, 88.000. Còn sản phẩm mà 2018 mà chạy 60.000 ở bên Huy thì vỏ còn khá là dài. Xe đó thì phải chạy khoảng đổi 80.000 cây số ha, 80-85 thì mình mới thay. Đây các bạn, đó, keo truồng ha. Đó, bên Huy thì luôn cam kết là keo truồng là còn nguyên bản cho anh chị. Đây, nội thất. Sản phẩm này thì đã được bọc da, bọc da màu nâu. Và sản phẩm mà 2018 chạy 60.000 ở bên Huy cũng đã được bọc da, cũng đã được bọc da rồi nha các bạn. Cũng bọc da màu nâu y chang như thế này luôn. Nội thất bên trong cũng còn rất là đẹp. Về cây số thì sản phẩm này thì hiện tại là ODO của chiếc xe này là 88.000 cây số. Còn sản phẩm mà Huy mới về 2018, tháng 9 2018 thì mới chạy được 60.000 cây số thôi. Ở xe này thì có camera gear, rồi có việc map dẫn đường luôn các bạn. Đó. Và sản phẩm 2018 mà 60.000 ở bên Huy mới vừa về cũng có DVD, camera gear, rồi có chế độ việc map dẫn đường y như thế này luôn các bạn. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì trần thì được bọc ni lông trần, còn sản phẩm mà mới về tại công ty bên Huy là được bọc trần 3D nha các bạn nha, trần 3D.
màu nâu, giống như cái màu của ghế này này, rất là đẹp. Thì cuối video Huy sẽ đưa lên một số cái hình ảnh về cái sản phẩm mới về để anh chị và các bạn mình xem qua. Đó. Đây các bạn, xương bọng đồ này nọ thì bên Huy sẽ tiến hành sơn lại. Đối với sản phẩm 2018 thì bên Huy sẽ tiến hành là sơn gầm lại nha các bạn nha. Sẽ tiến hành sơn gầm lại cho nên là chất lượng thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Đây camera gear. Sản phẩm mới về bên Huy cũng có trang bị camera gear. Xe này về chất lượng thì các chị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Chỉ với một điều là sản phẩm này là bên Huy mua trước dịch, cho nên là hiện tại thì giá của sản phẩm này cũng tương đối là cao. Nhưng sản phẩm mới về tại công ty bên Huy thì giá khá là mềm. Sản phẩm này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 601 các bạn, do là trước dịch đang chào bán là 601, nhưng mà cũng giảm giá cho khách khoảng vài chục triệu. Nhưng mà hiện tại sản phẩm mới về 60.000 cái số bên Huy thì đang chào bán với giá chỉ có 560 triệu thôi các bạn. Đó, bộ loa con tán mọi thứ là nguyên hết nha các bạn nha. Đây keo trùng này các anh chị các bạn có xem qua. Huy quay hai chiếc để cho các anh chị và các bạn, Huy quay sản phẩm này để các anh chị và các bạn có thể hình dung ra những cái sản phẩm mà bên công ty Huy thì luôn đảm bảo vấn đề là không đông đụng, không ngập nước. Và thứ hai Huy cũng muốn giới thiệu là hiện tại bên Huy cũng mới về một cái sản phẩm mà 2018 mới đi được có 60.000 cây số thôi, giá cũng khá là ok. Đó, để các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì mình có thể là đến tham khảo trực tiếp sản phẩm. Đây các bạn ha, được bọc da, bọc trần rồi lót sàn. Sản phẩm mà 2018 mới về bên Huy là có một cái khay, để đồ ở phía sau luôn các bạn, cái khay nhựa chứ không phải bằng cao su như thế này. Đèn rồi xe, đèn còn rất là đẹp. Các bạn mua xe thì lưu ý ha, những cái vị trí này, những cái vị trí keo trùng này, đó là nó đảm bảo nó sẽ nói lên vấn đề là xe nó có bị tai nạn gì hay không. Cho nên là anh chị quan tâm nhiều đến những cái phần keo chỉ này ha. Đó, những cái vấn đề bọng què xương bọng đồ các bạn. Này, những cái nắp cửa này. Các bạn lưu ý những phần bên trong. Thường thường là những cái phần bên ngoài á thì ở ngoài người ta hay làm lại, mình sẽ khó có thể nhận ra được. Cho nên là mình phải lưu ý ha, lưu ý những vị trí này mình lưu ý khá là nhạy cảm. Sơ bộ cho các anh chị và các bạn nắm về phần nội thất bên trong cũng như là về tình trạng của một số những của hầu hết những cái sản phẩm mà bên Huy quay cho các anh chị là đảm bảo tình trạng xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Và đối với ở bên Huy thì những cái vấn đề như là về vấn đề phạt nguội của xe hay là vấn đề về pháp lý giấy tờ cá nhân thì hoàn toàn đảm bảo ha. Anh chị các bạn mua ở ngoài thì anh chị các bạn lưu ý phải kiểm tra vấn đề phạt nguội nha. Chứ sau này mà sang tên ra cà vẹt cho các anh chị, sang tên không được thì cũng rất là bất tiện. Mình phải đi xử lý, mình phải nhờ người chủ cũ đi đóng tiền phạt nguội, rồi một số cái nữa. Và vấn đề vướng tới vấn đề xe vay ngân hàng nữa, nó cũng rắc rối lắm các bạn. Cho nên là anh chị và các bạn nào mình không rành về những cái thủ tục đó thì Huy khuyên các anh chị nên tìm đến những cái cơ sở kinh doanh xe qua sử dụng lớn, uy tín, sẽ đảm bảo cái vấn đề cho các anh chị. Rồi sơ lược cho các anh chị và các bạn xem qua về sản phẩm Toyota Innova số sàn 2018, xe chạy 88.000 cây số. Thì sản phẩm này hiện tại giá niêm yết bên công ty Huy là 610 triệu. Do sản phẩm này bên Huy mua trước dịch cho nên là giá nó hơi cao, nhưng mà giá vẫn còn bớt lọc cho các anh chị. Xe này giảm giá cũng rất là tốt. Và một sản phẩm mới về và đang làm đẹp tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy là một chiếc xe Toyota Innova số sàn màu đồng ánh kim 4V8 các bạn. Xe này thì đi được
60.000 cây số, lịch sử bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ, xe phụ kiện cũng đầy đủ luôn. Và giá của sản phẩm chỉ có 560 triệu thôi nha các bạn nha. Anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo ạ.